À, mọi người nghe rõ không? Cháu Có nghe nghe rõ rõ không? không? Ok. À, nói ra nói đi nói lại hoài với cái đám này cũng mệt người quá. Chứ lại tụi này ba đứt nứt răng chẳng có biết con mẹ gì hết trơn trời, mà cứ ta nhái đi nhái lại hoài. Mà người ta nói cho mày nghe chút xíu cái này, không phải đất nước ta không trải qua những cái vấn đề đang viên ra đạn. Cái chiều dài lịch sử của đất nước mình nó rất là nhiều giai đoạn, mà giai đoạn nào cũng là đa nguyên giai đoạn đa đảng. Thời kỳ bắt đầu từ Pháp nó đô hộ, rồi tới đánh tới Nhật mới qua, rồi xong rồi cái tới thời ông Nguyễn ông Vũ Đình Diệm đó, rồi tới thời ông Nguyễn Văn Thiệu, là tả qua tất cả mọi cái giai đoạn đó. Tư bản cũng có, rồi đa nguyên đa đảng cũng có, thành lập hội nhóm cũng có, hội đoàn nữa, nhưng mà nó không có ích lợi gì cả. Nó chỉ có đảo chánh rồi nó biểu tình, nói chung là tất tần tật, chứ nó không phải nó yên ổn rồi. Thành ra dân tộc Việt Nam mình nó có một cái giai đoạn lịch sử rất là hay, là có thể làm tất cả những cái điều đó họ đã trải qua được. Chỉ riêng dân tộc Việt Nam thôi họ đã nếm đủ mùi rồi. Mà tao thì không phải là cộng sản, tao là lính Ngụy mà, nhưng mà tao phải xác nhận cái điều này. Cái đảng cộng sản Việt Nam mình đã cầm quân năm nay là năm gần 100 năm, gần 90 mấy năm, phải 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 không Duyên Quy? 91 năm. Rồi thì nó lâu dài nhất, và cái người dân họ cảm thấy họ tin tưởng nhất, bởi vì họ tin tưởng thì nó mới sống lâu được. Nếu họ không tin tưởng thì nó đảo chánh mẹ từ lâu rồi, nó không thích. Rõ ràng chuyện đó, cái đó là nó nói lên cái điều gì? Nó lên điều tất cả mọi cái điều này. Ba đứa con nít răng này nó chẳng biết con mẹ chân trời, nó thấy tức cười quá. Thằng chắc chắc thân đùi nó cứ thấy cục cức gì mà ngồi phán như thánh vậy, đồ má đồ non xanh, nó tính dạy phạm nhật vượng làm kinh tế đó, đồ nó này đi gớm lắm đồ. Đừng có cười quá, nghe nói chuyện tao mà tao cười bò ra luôn. Ừ quá khổ, đất nước nào mày muốn đa đa nguyên đa đảng giống như Mỹ vậy à? Mày coi lại cái tình hình Mỹ coi, đủ mà bây giờ nó rối ren như là cái nồi canh hẹ, nào là đủ thứ hối lộ đủ má tao gì tam quyền phân lập mà đủ má, tranh giành cái ghế danh qua dịch lại, tới bây giờ có tổng thống điên đủ má, bây giờ nó kêu nó vẫn có thắng cử đủ má. Bầu cử qua rồi ta làm tân tổng thống mới, mà nó của nó là bầu cử gian lận đủ má tùm lum ta la à. Rồi bây giờ ta nói một cách dùng một lịch sử, ta mới bước lên ta lấy cái tài liệu của hàng cư sĩ Duy Tân, nó bước lên ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa có ba người, một là ông tổng thống Thiệu, thứ hai là ông phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, thứ ba là ông đại tướng Cao Văn Viên. Ông đại tướng Cao Văn Viên là ông này dữ dằn lắm, ông này là coi như tổng tổng cái gì tổng chỉ huy quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà đó. Thì ông cứ từng từng ông lên có phỏng vấn trong cái trường mà đó, vô nó coi ông một 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 bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà không được quyền tự quyết, có nghĩa là đi lính không được qua mặt Hồng Mỹ, có nghĩa là đi đâu là không được quyền phải làm cái gì phải hỏi nó, nói chung là quân đội gì kỳ trời. Mà thấy rõ ràng đó là cái lời của ông đại tướng Cao Văn Viên nói đó nha, chứ không phải là đụng mà tao nói. Đây là nhân vật lịch sử, thì ba cái nhân vật lịch sử này như tao cũng đã lưu lên mạng rồi. Ông Thiệu thì nói là một sau khi thất trận mà ông chạy qua ông Mỹ ông họp báo, thì ông sẽ nói là nhà nước Việt Nam Cộng sản Việt Nam đã được Hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận là nhà nước hợp pháp. Lúc mà khi người ta phỏng vấn ông vấn đề 16 tháng vàng, có lần năm 1992 đúng không? Ông Thiệu á thì ông nói như vậy, ông nói là nước có mất cho Tây cho Tàu gì đâu mà phục. Đó là hai người nha, đứng nhất nhì nha, người thứ ba cũng không kém, người thứ ba là ông Cao Văn Viên đó. Một quân đội mà không được quyền tự quyết, không được quyền hành quân, không được quyền làm gì trên trời đủ, mà phải đi qua chỉ thị của Mỹ, thì tôi hỏi mày đó là cái gì phải tự nhau. Mà trong thời gian đó người miền Nam là theo chế độ đa đảng, theo chế độ mà thấy có cái gì đâu hay ho, mình thấy rõ ràng không đó. Thì Ba câu chuyện này có bé anh Nguyễn ấy. Bé này là cũng là một 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 cô giáo nhưng mà không tìm hiểu sâu về lịch sử của chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay sao ấy. Thế là bé hỏi rằng bác cho cháu hỏi Việt Nam Cộng Hòa từ khai sinh đến lúc chết là bao nhiêu năm? à, Việt Nam Cộng Hòa hả? Vâng. Thì hình như đúng ra là có 19 năm, chưa được 20 năm, 19 năm, chính thức 19 năm, nó chỉ có 19 năm thôi. À, thế thôi. Trong khi đó cái Đảng Cộng sản Việt Nam, tao thì tao không biết, thật bây giờ một từ từ Đảng Cộng sản Việt Nam mà nói một từ gì cái chuyện mà đồng chí hay là nội quy, tao không buồn trách, tao không biết con mẹ gì thôi. Nhưng mà tao biết họ sống dài và họ sống 91 năm rồi. Thì tao hỏi mày, lợi ích quốc gia, cái đảng phái nào người ta sẽ đi theo?
tao cái chuyện đó là đơn giản rồi, đủ trả lời, tao không muốn trả lời theo kiểu lý luận này kia logic này, mà tao tao là người thực tế cho nên vì cái đó là đương nhiên rồi. Và ngay bây giờ tao cũng biết bao nhiêu diễn đàn và biết bao nhiêu là tất cả mọi người đều hiểu rằng những người Việt kiều hoặc là những người xa xứ đi về Việt Nam họ thấy rằng trong cái bối cảnh lịch sử bây giờ Việt Nam mình đang phát triển dữ dội, đang phát triển dữ dội. Nhưng mà mình nhớ kỹ một cái điều này là bắt đầu năm 1900, sau 1995 nha, tức là năm 798 còn khổ, bắt đầu năm 2000, năm 2000 bắt đầu mới rục rịch phát triển. Mà tính đi năm 2000 tới bây giờ là bao nhiêu năm? Mới 20 năm thôi, 22, 21 năm à. Mà nó đã là như vậy rồi. Đó, tôi nói cho mày nghe, chắc nó không phải giống như Mỹ. Thằng Mỹ là 300 năm, 300 năm lập quốc, rồi phát triển rồi từ xưa tới bây giờ. Đó, rõ ràng vậy đó, mà thấy rõ ràng. Thì sớm muộn gì Việt Nam mình cũng sẽ là bây giờ thì coi như là nhất nhất châu Á rồi. Mà có một cái bài báo là tất cả những người bên Thái Lan họ đã than phiền là Việt Nam, họ xác nhận là Việt Nam đã vượt qua mặt rồi và là họ đang cố gắng để mà họ phục hồi. Cái đó đúng không Dương Vy? Cái này đúng ạ. sắc thì mắt có chứng, ta không có chuyện nói tào lao như tụi bay ba đứt nước răng độ má hỉ mũi chưa sạch mày đặt lên này là được sạo. Tụi bay không có quyền gì đối với cái đất nước Việt Nam cả. Ở trên thế giới là Việt Nam đứng thứ năm của thế giới mà đứng đầu ở khu vực châu Á chứ đừng nói Đông Nam Á. Nói chuyện mà toàn là dân mà hỉ mũi chưa sạch mày đặt rượu lên rồi ta thấy ta nói chuyện ta tức cười quá. Tao đã nói mày rồi, tất cả những cái gì mà gọi là tam quyền phân lập tư bản đa đảng đa nguyên gì đó rồi Việt Nam đã nếm qua rồi, đã nếm qua rồi, cho nên ra cái chuyện đó mà đừng có dạy người ta làm lụ má những cái chuyện rùi bu. Tụi bay phải hiểu rõ tụi bay cái vị trí tụi bay đang ở đâu. À, có này Dương Nguyễn, thoái hóa và tham nhũng vẫn còn đang diễn ra tại đất nước Việt Nam mà anh tham Nam nhũng thì tham nhũng thì ở đâu thì không có, mày nghĩ nó bị tham nhũng ở đâu cũng có, và tham nhũng nhiều nhất trên thế giới này chính là thằng Mỹ. Rõ ràng tao đã từng đưa lên rồi, từ thượng nghị sĩ, từ thống đốc tiểu bang, rồi từ vận động hành lang bầu cử, rồi từ thậm chí tổng thống cũng bầu cử cũng tham nhũng luôn, đủ mà thấy rồi đang tham nhũng một cách nó gọi là kiểu lách luật đó. Ừ, có gì biết là tham nhũng nhưng mà không bắt họ được là bởi vì họ lách luật, thấy không? Ủa, thằng nào là không tham nhũng? Ủa, mà thằng tham nhũng nhiều nhất là thằng Mỹ, rõ ràng không vì quyền lợi cá nhân, không vì đụng ấy là đụng làm gì mà nó có chuyện đó, mà thấy rồi có những cái chuyện bất cập. Bạn tí hỏi trong 19 năm chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó tồn tại thì có bao nhiêu lần lật đổ tổng thống, bao nhiêu lần đảo chính nhỉ? Nhiều lắm rồi. Nếu mà bảo rằng thì tôi bắt đầu tính một năm 1960 thì nội trong cái năm đó là khoảng ba bốn lần rồi, từ mọi lần đến tôi đảo chính thủ Nguyễn Chính Thi đảo chính thục ta không nhớ rõ lắm nhưng mà rất là nhiều lần đảo chính, rồi tới 1963 đảo chính ông Diệm rõ ràng đó, bắt đầu từ ông Diệm xong rồi họp hội đồng quân dân rồi xong cứ sợ gì đảo chính đảo tới đảo lui đó, có nghĩa là nó cứ làm tới làm lui hoài mà hầu chứ nhà là chẳng có của mẹ chứ, còn là thậm chí ông Thiệu lên nó liên danh ông Thiệu ở đâu cả đâu cả. Đảo chính sau là đến 1964 là đợt chỉnh lý của tướng Nguyễn Khánh đó. Rồi bởi vậy đốn nghiệp nó khổ lắm, rồi thậm chí bây giờ cái liên danh của ông Thiệu mà đưa lên mà để ứng cử đủ tự động tự tôn rồi xong có ai có bầu mẹ hay đâu rồi nói chung bầu bầu ma bầu biết bầu quỷ gì đâu rồi bầu liên danh rồi cũng đậu luôn, có nghĩa là tào lao bất thế, có nghĩa là bởi vì cái chế độ đó trong thời gian chiến tranh nó đã là như vậy rồi, có nghĩa là tam quyền phân lập đối với Việt Nam vô nghĩa là bởi vì nó tham nhũng từ trong tới ngoài đó. À, thậm chí ngày xưa Mỹ nó qua đó nó ông qua Việt Nam là cái đồ PS nên là tham nhũng tràn lan chợ, bởi vậy mới có cái hàng hóa của đồ dùng quân đội của Mỹ nó tràn lan ngoài trời trời, đúng không? Chứ nó đâu phải đơn giản đâu, thành ra đừng có dạy người Việt Nam mà cái chuyện mà đa đảng với đa nguyên mệt lắm, mà người ta đã trải qua rồi à, khổ chỗ này đúng là dắt mũi chưa sạch mà bày đặt lên mệt ghê. Mà tôi nói mà rồi còn 4 là cũng bước sang ngày quốc tế 83 rồi thì cháu muốn hỏi bác một điều rằng là cái thời mà đa nguyên đa đảng ở trong miền Nam ấy, miền Nam Cộng Hòa kìa, chị em phụ nữ người ta có cái cuộc sống như thế nào? Ôi, đó là một cái vấn đề tủi nhục cho đất nước. Cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, ta không nói đâu, trong miền Nam
những cái đó là cái hoàn cảnh bắt buộc ở đây là rất là đáng thương. Nữa người ở vùng quê trong cái chiến tranh thì họ chạy thẳng vào, nó hẳn là tập trung đưa đi thẳng vào những người mà không phải là cộng sản, những người mà bị vì chiến tranh không khai thác ruộng, nói chung là những gì khó khăn ở vùng quê bởi chiến tranh không làm ăn được, đói khổ thì họ nhét nhát họ vào thành phố, bây giờ gọi là thành phố Chí Minh thì ngày xưa gọi là Sài Gòn, thì đa số họ làm gái nè, họ đi làm cho những cái hộp đêm của Mỹ là gọi là ba Mỹ nè, họ lấy Mỹ nè, nói chung là hầu như thời đó là hình như là đi điếm tràn lan chỗ nào cũng có, nó thậm chí ngày nó có những cái xóm á, bây giờ nhiều là nhà nhà làm đi, cái hàng như ngày xóm ở ngày xưa là quân y viện, quân y viện bây giờ là 175 là hồi xưa là quân y viện Cộng hòa, thì ở dưới Gò Vấp thì khỏi nói, ở dưới Gò Vấp nó có bảy bảy gì ta, bảy cháy rồi xóm mới nè, nói chung là tùm lum tà la, nói chung là hầu như chỗ nào cũng có gái, và ngay nói chung từ quận quận nào cũng có gái, và quận quận nào từ ngày xưa cái danh từ mà gọi là cái hoạt động á, động có nghĩa là động điếm động lỉ á, nghĩa là hầu như mặc lên như lắm đó. Đó là cái số phận của những người phụ nữ, đó là đáng thương hơn đáng trách, là bởi vì họ không có cái chuyện gì, họ không giải thoát được họ đó, rồi xì ke ma túy rồi quân đội Mỹ, ôi trời ơi tùm lum tà la, đó là một cái xã hội rất là đau thương cho những người phụ nữ đó. Ngay bây giờ nè, tao về Việt Nam mà tao mới thấy là người phụ nữ bây giờ mới là hạnh phúc, rõ ràng hạnh phúc, chứ ngày xưa phụ nữ khổ lắm mày ơi, nó thẳng mình nói là mình phải thương cái người giữa người phụ nữ chân yếu tay mềm không chồng không con, hoặc có chồng ở dưới Việt Nam bị bom đạn bất, rồi dắt díu nhau lên Sài Gòn, rồi tá túc, rồi lọt vào những cái ổ mại dâm, rồi tú bà, nó có nhiều cái xã hội ở Việt Nam mình ngày xưa là giống như là cái màn nhện, hiểu có không? Rồi ui trời vẫn nhiều lắm, nhưng mà tụi này nó chẳng có biết cái gì, tụi hỉ buổi chưa sạch không có biết, nhưng mà mẹ chứ tụi nó lên nó tào lao chuyện, đó là những cái thực trạng luôn. Tôi muốn đưa ra một cái so sánh này giữa người phụ nữ của ngày trước là người ta là người vợ của người lính cộng sản, hoặc là những người theo chế độ cộng sản, nó khác với người vợ đi theo cái chế độ Việt Nam Cộng hòa, hoặc là người phụ nữ nằm trong cái chế độ Việt Nam Cộng hòa, nó khác nhau như thế nào? Cái đó thì bác ở ngoài Bắc thì bác không có so sánh được, nhưng mà bác đâu phải là ở hai phía đâu, bác đâu có biết gì đâu ngoài Bắc đâu, nhưng mà những người lính, những người vợ lính thường thường họ tập trung vào những khu vực như một trại gia binh, ví dụ như thì họ đi theo chồng sống trong những cái trại doanh trại quân đội, đó là những phần tử, đó là những người đi theo chồng, còn ngoài ra những một số người là cũng không đi theo chồng, vẫn ở nhà, thì ở nhà thì nó bị cái này bị cái kia là cái chuyện nó gian tương nó có là cái chuyện mình nếu kể về chi tiết thì mới, nhưng mà nói chung là những người phụ nữ mà lấy chồng quân nhân ở thời chế độ Việt Nam Cộng hòa rất là thê thảm, rất là thê thảm. Mày tôi nói mày nghe là rất là thê thảm. Tôi chỉ nói vậy thôi. Những người vợ của những người chiến sĩ đại thắng quân đó. Thì tao đọc những cái tư liệu hoặc những cái lịch sử kể lại thì họ có một cái hay ở chỗ là họ không biết sao, nhưng mà cái xã hội miền Bắc ngày xưa họ không có những người mà nước ngoài vào, nó thẳng là vậy, không có Tây, không có Mỹ, không có tất cả những người từ đó ra, người phụ nữ miền Bắc họ nó có một cái khác biệt hơn ở miền Nam, mày hiểu không? Thì mình đánh giá thực tế là như vậy, vì từ đó nó không có một cái sự giống như kiểu như ở miền Nam. Thì có một cái câu về mày nhớ không, cái kêu anh đi dịch gì, em ở nhà lấy mỹ nuôi con gì đó, đại khái vậy. Nó có nữa câu về, mà tại vì nó có cho nên nó mới có về, chứ thực chất nó không có là gì có về. Thì ngược lại ta không có tôn trọng và ta không có tôn vinh mất cái người phụ nữ nào, nhưng mà ta chứ nhận định ở trên đúng là sai, thì ở miền Bắc thì nó không có cái điều đó, nói như vậy là đủ hiểu rồi, có nghĩa là bởi vì người miền Bắc không có chiến tranh theo kiểu trong miền Nam là có Úc nè, có Tân Tây Lan nè, có Mỹ nè, có Philippines nè, nói chung là có Đại Hàn, nói chung hầu như cái đám quân mà 500.000 quân của người đem qua trong đó có gồm tất cả nhiều các nước, có Mỹ đen nè, có Mỹ trắng nè, có đủ loại, và nhớ người đàn bà họ không có tiền bạc, khổ vì chiến tranh bom đạn, cho nên họ lên họ làm rồi, tao nói rồi nãy rồi, tao không muốn nhắc lại nữa, có nghĩa là họ làm gái nè. Bởi vậy nếu mới có một cái hậu quả là con lai, cái đó là một cái chứng nhân lịch sử không thể nào chối cãi được,
Nếu không có những người đó làm gì có con ai, đúng không? Đó là cái chuyện đau buồn của đất nước mình. Mình không muốn nhắc lại, nhưng cái đám quỷ này, cái đám mất dắt kia bằng miệng còn hôi sữa mà đuổi thỉ bụi chưa sạch, nó cứ lên nó cứ hư bóp bóp hoài, nó cứ cho đủ đa nguyên đa đảng, đa nguyên đa đảng này kia tào lao hết. Anh nghe cháu không khêu cháu không hỏi đâu nha, chính A Quy theo cái con của bé Thanh Nguyễn này, bé Thanh Nguyễn là chính A Quy nhai lại cho ba sọc cái nỗi nhục, khơi lại cái nỗi nhục đấy. Bác đúng là người chứng kiến người nằm trong cuộc ác kể lại để cho cái đám hậu duệ, cái đám trẻ trâu trầu tre như A Quy Nguyễn này biết cái nỗi nhục. Vậy vậy mà lúc nào cũng quên quan lên, nó cứ nói này lúc kia, mà thậm chí ngay bây giờ cũng vậy nữa. Ta đã nói mày rồi, trong một cái quốc gia vấn đề bất ổn chính trị hoặc là yên bình chính trị là cái điều quan trọng tối ưu. Mày ổn, mình ổn chính trị thì mày đất nước mày mới phát triển, dân hòa quốc nó mới đầu tư vào. Trong khi đó hiện giờ ta nói cho mày nghe, vài năm nữa đi thôi, thằng Trung Quốc nó sẽ qua mặt Mỹ, cái một, và trên cái con đường này là coi như chắc chắn 100%. Rõ ràng cái chuyện đi binh những thôi. Cái chuyện liên thôi. Trong khi đó trong, tao với mày đã bàn luận từ lâu rồi mà, cái chuyện này tao đã bàn rồi, mổ xẻ từ lâu rồi, chuyện mà mình không bàn cãi nữa, rõ ràng đúng không? Đủ mày ngồi đó một phê bình phê phán, mày mới coi cái xã hội Mỹ bây giờ, đủ mày dân châu Á bây giờ ra đường đụng sợ chết mẹ luôn, bị nó quýt te tua mặt mày sưng lên nằm bệnh viện cấp cứu luôn mà. Làm đó mày lên mày đòi giải phóng, mày đòi mày lo mày binh dịch nhớ người bạn của mày, nhớ người đồng hương của mày tại bên Mỹ vậy đi. Nói chuyện tào lao mẹ đồ thứ nít danh, ok rồi bác xuống, nếu cần cho nó lên tao lên lại, tao sẽ đưa cho dẫn chứng cho tao coi, ok. Rất là cảm ơn bác.